Xin kính chào bà con nhé. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 này, năm 2021. Và đây kho hàng thiết bị Hồng Phúc đấy, đang lắp hơn 300 lồng loại cao 31 chuyên dụng để cho bà con đi bắt gà nhé. Đây ạ, các nhân công thì đang lắp ráp từ trưa đến giờ đấy ạ. Nhựa nguyên sinh nhé, nhựa nguyên sinh cao cấp, trọng lượng 4,9 kg này, dài 7 năm, rộng 5 năm, cao 26. Bà con nhìn chất nhựa chứ, trong vắt, được lắp ráp cẩn thận để chuyển giao đến tay khách hàng nhé. Kích thước dài 75, rộng 55, cao 31 đấy. Em thì có thể đứng lên để diễn thoải mái nhé. Một lồng đựng được khoảng 40 kg gà vịt. Nhựa nguyên sinh. ba trăm chiếc để giao cho khách hàng. Ngoài ra thì chúng tôi có các loại lồng cao 26 cm. Kho hàng thiết bị Hồng Phúc có địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Điện thoại liên hệ 0973 143 996 và 0963 235 1138. Rất mong được hợp tác cùng bà con. Bán buôn bán lẻ và giao hàng toàn quốc. Ai có nhu cầu về lồng đựng gà vịt, lồng bắt gà, vui lòng liên hệ tổng kho Hồng Phúc nha. Xin cảm ơn.